Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với clip giới thiệu guitar của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ có một cái clip so sánh về dòng GS của Taylor. Thì hiện tại trên tay mình đây đang là cây GS Mini. Cái bên phải của mình là cây GS Equa. Còn cây bên trái là cây GS Mahogany. GS là một dòng rất là đặc biệt. Đây là một dáng đàn rất là đặc trưng của Taylor. Taylor sản xuất cái dòng đàn này ra để cho các bạn có thể có được cái sự lựa chọn tốt nhất về kiểu dáng, về âm thanh, về chất lượng, rất là thích hợp để các bạn có thể sử dụng nó như một cây đàn có thể biểu diễn chuyên nghiệp, giải trí, và cũng có thể là một cây đàn để các bạn có thể linh hoạt trong việc xách đi du lịch, đem đi du lịch, đem đi đây đi đó. Bởi vì cái dáng đàn của nó rất là nhỏ gọn, nhưng mà thật ra tiếng đàn sau đàn không nhỏ, rất hay. Và về thông số kỹ thuật của GS thì hiện tại GS Mini thì mặt trước của GS Mini thì được làm từ gỗ thông nguyên tấm, mặt hông và sau là laser walnut. Về mặt phím trần đàn thì là gỗ ebony, và Taylor đã có gấp sẵn bit cup cho các bạn. Ngựa đàn thì cũng được làm từ ebony, và dây đàn là dây Elixir, dây size 12. Về cái mặt sau của Taylor thì chúng ta sẽ thấy sẽ hơi bo tròn, hơi phồng lên chút xíu, và đây chính là kỹ thuật làm đàn của Taylor. Và khi mà kỹ thuật này, mà khi mà các bạn đánh đàn thì sẽ tạo ra cái âm thanh cộng hưởng trong đàn. Nó sẽ làm cho tiếng đàn trở nên sâu hơn và vang hơn. Còn đây là cây GS Mini Mahogany. Thì được làm từ full gỗ Mahogany, với mặt trước là Mahogany nguyên tấm, và mặt không, với mặt sau thì cũng là Mahogany. Và cái này sử dụng hệ bit cup đặc trưng của Taylor. Và mình nói thêm về một chút xíu về bit cup này, thì đây là một bit cup được thiết kế rất là đặc biệt của Taylor. Họ chỉ làm đơn giản như thế này thôi, thì để hạn chế cái việc mà đục khoét thùng của cái đàn, và không có làm ảnh hưởng, hạn chế thấp nhất cái việc ảnh hưởng tới cái đàn của mình về cái sau đàn khi mà thôi mà phát ra. Bởi vì nếu mà khi mà đục lỗ quá nhiều thì sẽ ảnh hưởng tới đàn, tiếng đàn của mình rất là nhiều. Thì Taylor họ sẽ thiết kế như thế này để mà hạn chế cái việc mà làm thay đổi cái sau đàn của khi mà mình sử dụng, mình chơi. Mặt phím của cần đàn cũng được làm từ gỗ ebony. Đây là một loại gỗ rất là quý hiếm. Hầu hết những cái thương hiệu đàn nổi tiếng thế giới á, họ sử dụng gỗ rawwood để làm mặt phím cần đàn. Nhưng mà Taylor thì họ có hướng đi riêng. Họ thiết kế mặt phím cần đàn là bằng gỗ ebony luôn. Thì nói chung là ebony sẽ tốt hơn rawwood rất là nhiều về cái âm thanh. Khi mà chúng ta bấm phím, chúng ta đi nốt sẽ tạo ra được cái sự cộng hưởng dây tốt hơn, âm thanh hay hơn, âm thanh sẽ dày hơn, vang hơn rất là nhiều so với gỗ rawwood. Thì tất cả những cái đàn, hầu hết những cái đàn của Taylor thì đều được làm, mặt phím cần đàn được làm từ gỗ ebony cả. Lúc nãy mình cũng đã nói tới cây GS Mini thì sau á thì cũng sẽ làm hơi phồng lên một chút xíu. Thì đó, khi mà phồng lên như vậy thì sẽ tạo được cái âm thanh ấm hơn, vang hơn rất là nhiều so với nếu mà phẳng hơn như những cái đàn bình thường. Rồi, riêng về tay chỉnh cần của Taylor thì Taylor sẽ thiết kế có một cái nắp tay đậy ở đây. Và thay vì những cái dòng đàn, những thương hiệu khác thì họ sẽ làm mình sẽ phải chỉnh tay dưới này, nhưng mà Taylor thì mình sẽ chỉnh tay trên này. Và đây là cái sự khác biệt của Taylor. Đó. Về ngựa của GS Mini thì cũng như hầu hết những cây đàn của Taylor thì cũng đều được làm từ gỗ ebony và nhìn rất là chắc chắn. Về cái ngựa đàn này thì được thiết kế từ, được làm từ xương, và
xương này là xương trọng tổng hợp chứ không phải là xương 100% như mọi người vẫn nghĩ. Và về action của đàn thì rất là nhẹ nhàng, bấm rất là thoải mái. Và tiếp theo là cây GS Mini Equa. Và đây là cây đàn mà mình cảm thấy rất là thích, thích nhất trong ba cây này. Thì được làm từ full gỗ qua, với mặt trước là gỗ qua nguyên tấm. Thì mọi người thấy là cái hoa văn của qua thì rất là đẹp. Thì cũng giống như hai cây vừa rồi, thì mặt top cũng được làm từ gỗ nguyên tấm. Và cần mặt phím cần ràng thì cũng là gỗ ebony. Và nhưng mà về bit cup thì cây này thì sử dụng bit cup thông thường chứ không phải là bit cup ba nấm như cây GS Mini Mahogany. Và chắc chắn là về âm thanh thì GS Mini Equa này sẽ vượt trội hơn so với hai cây lúc nãy về giải tần số âm thanh, về độ cộng hưởng thùng đàn sẽ hay hơn rất là nhiều. Và có một điều nữa mình cũng muốn chia sẻ thêm, đó là chính là về cái nơi xuất xứ của cái loại gỗ này. Thì gỗ qua là một loại gỗ quý được Taylor lấy về từ đảo Hawaii của Mỹ. Thì qua nó có hai loại, một là laser qua và hai là Hawaii qua. Thì những cái cây đàn thông thường của Taylor thì Taylor sẽ sử dụng laser qua, còn những cái đàn cao cấp hơn như là 214 nè hoặc là Serica thì Taylor sẽ sử dụng loại qua Hawaii. Và chắc chắn là sẽ có một đoạn demo ngắn cho các bạn về ba cái đàn này. Và mình sẽ nói kỹ hơn về cái sâu tiếng. Sâu tiếng cây Equa là hay nhất về cái độ vang, độ dày, độ ngân của tiếng. Và tiếp theo đó chính là cây GS Mini Mahogany. Tiếng sẽ thấp hơn sâu, tiếng sẽ không được hay hơn hay như cây Equa. Nhưng mà về cái độ ấm thì sẽ ấm hơn qua một chút xíu. Và cuối cùng là sau đàn cảm thấy là nằm ở giữa nhất mà mình ok thì sẽ là cây GS Mini. Rồi, sau đây sẽ là một cái đoạn demo nhỏ để các bạn có thể nghe thử về âm thanh của ba cái cây này. Thank you.
Thì vừa rồi các bạn cũng đã nghe thử qua sau đàn của ba cây GS Mini. Thì mình sẽ nói thêm một chút về cái sự thích hợp của những bạn mà cần một cây đàn nhỏ gọn, âm thanh rất hay và đẹp, để các bạn có thể xách đi du lịch nè, hoặc là các bạn có thể thoải mái trong cái việc vận di chuyển, để mà các bạn có thể đi đây đi đó, để có thể tận hưởng được những cái để các bạn có thể đi đây đi đó và tận hưởng được những cái ngày cuối tuần, ngày nghỉ bên bạn bè người thân, và những cái buổi party nhỏ, thì GS Mini rất là thích hợp cho các bạn. Và các bạn cũng hãy nhớ like và subscribe những cái kênh của Viettel Music để có thể cập nhật được những sản phẩm khuyến mãi hiện tại cũng như sắp tới, và những sản phẩm mới nhất của Viettel đang phân phối. Và xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn.